nhắc các bảo vệ phải nhắc cho em về. Cứ anh các anh làm bê các anh trai anh không nhắc nhở. Cái vấn đề là mình đang lên bốc phòng thì nữa thì anh phải nói thế để biết anh không nói thế sao không biết nữa. Cái công an phường. Đây là phạt cả chục lần rồi mà bảo vệ anh chưa nhắc á. Chưa nhắc cái đó thì em không biết vì em không biết. Phải về cái đó thì lúc không anh bảo vệ phải nói với người ta để người ta hiểu chứ không ra. Chục cái tắc taxi giờ nó không dám đầu là anh hiểu đó. Đây phạt cả chục lần. Nhắc thì em cũng biết nên em mới lần đầu cũng không biết. Nếu biết thì anh phải đeo thông theo luật lệ. Khách sạn chỗ này sao người ta xuống được? Người ta bỏ khách sau người ta xuống. Tức là nguyên cái đoạn đường là cấm dừng. Đúng rồi đó, anh cứ quay hết đi. Cái chỗ này cấm dừng đầu này, cái này cấm dừng đầu này. Giờ cái khách sạn lớn như thế này này, giờ làm sao mà khách người ta đổ xuống để khách ta lên? Nên đi đường nào? Đầu đầu kia đeo lý ra đây hả? Chờ taxi người xuống đó. Bắt taxi bắt khách ở đây cho người ta đi ra bắt khách bắt ở đâu? Nãy là mới dừng xuống mới dừng xuống thì để đưa khách lên xong rồi mới xuống lại mấy anh bắt mới chưa tới một phút à. Anh là quản lý khách sạn hay là tôi không biết tôi là ai nhưng mà tôi nói với anh như vậy đó. Để đồ đi, đồ đi. Dạ anh đi tâm đi làm ăn đúng là cái gì đúng là luật nhưng cái gì vậy phải hiểu và vui cho người ta chứ. Đang lập mà. Đấy, không đi quận đâu, không đâu, đang lập mà. Thank you.
kia thôi. Đường luôn á. Cứ như vậy làm sao mà thành phố mình tốt được, chúng ta phải thay đổi đi nhé. Cảnh sát giao thông chắc chưa, chắc chưa? Không? Dạ, anh ơi. Đi phong. Dạ, lên. Cái chân là làm là được.
Nhưng mà bây giờ bác ở đây thì bây giờ phải cho. Tôi đang xuống làm việc. Làm lực lượng ra đi kiểm tra gì, vừa xuống xong tức là xe vừa không, tôi nói canh nè đó, mấy thằng này tao nói mày mấy thằng này làm này như thế là không đúng luật để tài xế làm tôi cũng thấy tôi cũng tránh chung cư ông nói nè. Đây là xe hàng xe nhà tôi ở chung cư, tôi xuống đây không phải là chuyện như vậy, là này là động ở bây giờ nói là cái xe của anh con nó trên vỉa hè, trên vỉa hè hoặc trên vỉa là vi phạm luật. Không giờ vỉa hè đâu, vỉa hè đâu? Đây bây giờ này nè, cho vỉa hè đâu? Bộ ra đo vỉa hè không được, thành chưa? Anh bình tĩnh đi, nha. Anh có rượu đâu chấp hành cái đó. Bây giờ anh là tài xế hay ai? Tôi là tài xế. Tôi chỉ làm việc với tài xế, còn những người không phải tài xế đi chỗ khác. Nhưng mà yêu cầu phóng viên. Anh nói chuyện đàng hoàng, bây giờ nắm tay cái gì từ từ. Nhưng mà anh vi phạm rồi thì đâu ý tôi có vi phạm hay chẳng nữa thì bây giờ anh cũng nói chuyện đàng hoàng. Còn tất cả những người không phải tài xế đi chỗ khác, kể cả cán bộ quân đội công an các thứ, nó không tiếp tài xế thôi. Quá thì bây giờ đúng đấy, tôi cũng không nhận, nhưng mà bây giờ ai dạ. Bây giờ thủ trưởng như thế này đó, anh tài xế phải có. Quá, nhưng mà bây giờ thủ trưởng như của tôi rồi. Anh lấy giấy tờ đi, rồi tôi cho. Nhưng mà yêu cầu như thế nào? Dạ, bây giờ là đầu xe trên đường yêu cầu là tài xế xuất trình giấy phép lái xe và bằng lái chào bè để anh em kiểm tra. Cái vấn đề anh đậu xe trên hè phố là sai. Tại phố, nhưng bây giờ nhà chung cư này quy định như nào? Bây giờ trước mắt anh tài xế. Không phải ở nhà chung cư, anh hết vô hỗ trợ tôi. Không, hỗ trợ bây giờ nhà chung cư cái nào đó đúng, đồng ý là bây giờ đó. Bây giờ mấy anh là coi như vậy là hỏi giấy tờ thì cũng là đúng thôi. Nhưng mà bây giờ bác ở chung cư phải. Nhưng mà giờ thủ trưởng giữ rồi, bây giờ sao bây giờ? Đó. Bây giờ tôi chỉ dành cho anh này. Bây giờ tôi chỉ dành nè. Bây giờ nếu mà sát vô đây nè, thì cái xe của anh nằm ở trong cái khoảng lùi của cái nhà này nè, không có vấn đề gì đúng không? Đây nè, anh nhìn đây nè, cái khoảng lùi của anh nè, ở đây khoảng lùi nó nằm ở chỗ này nè, là anh phải phân nửa xe.